Xin được chuyển sang các tin tức quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 1 tháng 6, một vụ cháy nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà máy sản xuất thuốc nổ ở miền Trung nước Nga, khiến hơn 40 người bị thương và gây ra hỏa hoạn thiêu rụi một diện tích lớn nhà xưởng. Vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất thuốc nổ Kristan thuộc thành phố Zhezinsk, cách thủ đô Moscow 400 km về phía đông. Người phát ngôn của lực lượng khẩn cấp cho biết ít nhất 43 người bị thương, trong đó có 38 người là công nhân của nhà máy. Chỉ có 15 người phải nhập viện và không có ai trong tình trạng nghiêm trọng. Trước đó, giới chức địa phương cho biết đã có 2 người mất tích sau vụ việc. Vụ nổ làm vỡ cửa sổ của 200 hộ dân sinh sống gần nhà máy. Ngoài ra, lửa cũng thiêu rụi một diện tích nhà xưởng rộng 800m² và 400m² rừng đệm gần nhà máy. Các đám cháy hiện đã được dập tắt. Ước tính hơn 300 người và 50 xe kỹ thuật đã được điều động để tham gia công tác dọn dẹp sau vụ nổ. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ nổ được cho là do vi phạm quy trình kỹ thuật tại nhà máy vốn có từ những năm 50 của thế kỷ trước.